vì sao vì giai đoạn trước sau giữa của sắc cho đến trí nhất thiết tướng đều bất khả đắc nên gọi là rộng lớn do sự rộng lớn kia nên việc học bát nhã ba la mật đa của các đại bồ tát cũng là rộng lớn tiểu thi ca sắc vô lượng nên việc học bát nhã ba la mật đa của các đại bồ tát cũng vô lượng cho đến trí nhất thiết tướng vô lượng nên việc học bát nhã ba la mật đa của các đại bồ tát cũng vô lượng vì sao vì lượng sắc cho đến trí nhất thiết tướng không thể đắc giống như lượng của hư không cũng bất khả đắc sắc vân vân cũng vậy nên nói vô lượng kiểu thi ca hư không vô lượng nên sắc vân vân cũng vô lượng sắc vân vân vô lượng nên việc học bát nhã ba la mật đa của các đại bồ tát cũng vô lượng Kiều thi ca sắc vô biên nên việc học bát nhã ba la mật đa của các đại bồ tát cũng vô biên, cho đến trí nhất thiết tướng vô biên nên việc học bát nhã ba la mật đa của các đại bồ tát cũng vô biên. Vì sao? Vì sắc cho đến trí nhất thiết tướng ở trong hay ngoài đều bất khả đắc giống như hư không ở trong hay ngoài đều bất khả đắc sắc vân vân cũng vậy nên nói vô biên kiều thi ca hư không vô biên nên sắc vân vân cũng vô biên sắc vân vân vô biên cho nên việc học bát nhã ba la mật đa của các đại bồ tát cũng vô biên